rồi. Nguồn dinh dưỡng từ thịt. Bố mẹ đi đâu hết rồi nhỉ? Mà Tùng với Cún với cả Khanh sao mãi chưa thấy đến gọi mình đi học nhỉ? Thôi giờ ngồi đợi. Ghế đâu rồi? Chắc là bố bê ghế ra đây ngồi cho nó mát mà. Ra đây ngồi. Nóng thế. Hằng. Dạ. Sao con lại ngồi ở cái ghế này? Ghế chả để ngồi thì để đứng à bố? Mà bố định không cho con ngồi ghế nữa. Con đang ngồi đây đợi bạn con đi gọi con đi học. Nhưng mà cái ghế này, bạn. Em sao? Giờ ấy con ngồi có tí không được, ngồi cho mát. Bố vừa mới bê từ đây ra để sơn mà, con chưa khô. Thế mà bố không bảo con. Người ơi, thế mà dính hết rồi đi rồi. Người có mỗi bộ quần áo mà bây giờ dính sơn rồi thì làm sao đi học được. Hằng ơi, đi học ơi. Ơi, tao đây. Gọi vẫn ngồi đấy. Này, sao tớ gọi mà cậu cứ ngồi lì ở đây thế hả? Không đi học à? Đó là một câu chuyện dài cậu ạ. Chuyện gì? Cậu kể tớ nghe đi. Mà sao mà cậu muốn thế? Cậu có muốn nghe thật không? Có chứ, tớ là bạn cậu mà. Cái ghế này vừa mới sơn. Sao cậu không nhắc tớ sớm? Tớ đã kịp nhắc đâu, cậu đã ngồi rồi. Nhà tớ sao làm sao về thay quần được đây? Sao các cậu chưa đi học à? Sao cứ ngồi đấy thế? Nhanh lên muộn rồi. Các cậu chưa đi học à? Hai cái đứa này, có chuyện gì nói luôn đi. Sao mà cứ mặt cứ đơ đơ ra thế? Cậu ngồi xuống đây, bật tớ ghế cho cậu nghe. Đây là một câu chuyện dài. Ui giời, có chuyện dài. Nhanh lên tớ đi học nào. Cái ghế này vừa mới sơn. Cái quần vừa mới mua. Này ngồi đợi ở đây. Học đi, học đi. Đi học đi. Cậu đi học ngồi làm gì đây? Cậu cứ ngồi xuống đây đi. Sao các cậu buồn đấy? Cậu cứ ngồi xuống đây đã, tớ kể cậu nghe. Đây là một câu chuyện dài. Các cậu có âm mưu gì đúng không? Tớ không bị lừa đâu. Các cậu có chuyện gì? Cười quê gì? Cái ghế này vừa mới sơn. Tớ biết ngay em, các cậu có âm mưu đúng không? Ui giời, đi dính hết vào sơn rồi, đi học làm sao bây giờ? Hôm nay có bài kiểm tra vẽ quan trọng lắm đây. Hay là để tớ gọi cho thầy giáo xin nghỉ nhá. Cả bốn đứa mình nghỉ. Cậu bật thử xem nào. A few moments later. May quá thầy giáo cho bọn mình nghỉ rồi. Nhưng mà tại vì là hôm nay là tiết kiểm tra nên bọn mình phải tự sáng tạo ra một bài vẽ để ngày mai nộp cho thầy đấy. Thế bây giờ bọn mình tiến hành vẽ luôn thôi. Này còn phải vẽ sáng tạo nữa đây. Tùng, cậu có ý kiến gì không? Trà sữa ngon. Trà sữa gì đấy? Cậu đúng là mai cậu mà không có bài vẽ thì cậu lại lớp đây. Này các cậu ơi, các cậu muốn thi vẽ mà cạnh tranh lại còn có giải thưởng nữa. Hay là bọn ta thi vừa vẽ tranh vừa uống trà sữa đi. Ý này cũng hay đấy. Thế thì ai nhất sẽ được uống trà sữa miễn phí cho ba người còn lại khao được không? Được rồi, ok. Mà tớ vừa nghe thầy giáo nói là hôm nay là thi vẽ sáng tạo từ lá cây đấy. Nên bây giờ bọn mình mỗi người sẽ có 30 phút để hoàn thành bài thi của mình. Ok. Ok. Thế bây giờ tớ sẽ đi nhặt lá cây luôn. Ok. Đấy. Đây rồi, mình sẽ dùng lá ổi để làm tranh. Đấy, một cái lá này. Được rồi. Cái... Lá ổi này của tớ chọn trước rồi. Cậu đi kiếm lá khác đi. Lá ổi chọn trước rồi á? Thế được rồi, tớ đi lấy lá nhãn. Đấy, lá nhãn được không đấy. Được, lá nhãn này tớ cũng xí rồi. Cậu kiếm lá khác đi. Thế lá nào cậu cũng xí? Thế cậu lá nào cậu cũng xí không? Cậu có nói đấy. Cậu không nói đấy, cậu nói đi. Thế cậu có nói chứ đấy. Tớ nói, cậu lại bảo của cậu. Được rồi, thế tớ chắc chắn với cậu là lá mít cậu sẽ không lấy. Đấy là lá mít. Không được, lá mít tớ cũng lấy. Cái này của tớ. Tớ bà rơi trước rồi. Tớ thì trước rồi. Tớ. Đi ra hai bà đấy đi. Cái lá mít này là của tớ. Đây là lá mít của tớ. Của tớ. Của tớ. Của tớ. Của tớ. Này, hai cậu tranh nhau cái lá mít này đúng không? Tớ nhé trước, Tùng nên cứ bảo của Tùng thôi. Tớ thì trước rồi. Tớ bảo tớ có ý này. Tớ với cả Khanh đang cùng nhau nhặt lá.
để tạo bức tranh. Nếu mà các cậu cũng muốn có những bức tranh có đầy đủ sắc màu với đa dạng ấy thì cùng nhau hái lá rồi bọn mình cùng nhau làm. Đúng đúng. Cũng được. Đấy, cùng nhau làm cứ tranh nhau với tớ. Đằng nào các cậu cũng đã hái được lá rồi đâu. Ok. Đây, tớ nhặt một ít lá vàng để tạo cho bức tranh thêm nổi bật. Tớ sẽ làm con gà bởi vì con gà rất là nhiều sắc màu. Tớ sẽ làm con chim. Tớ sẽ làm con cú mèo. Tớ sẽ làm tất cả các loại con của các cậu. Làm được không vậy? Cậu đừng có khinh thường tớ, làm được hết. Rồi, bây giờ tớ sẽ bắt đầu làm. Ok, tớ cũng bắt đầu làm. Tớ sẽ làm cái đầu của con chim. Tớ sẽ làm cái mình của con gà trước. Tớ sẽ làm cái cây để cho con chim cú mèo của mình đậu lên. Cú làm gì hả cún? Cậu làm gì đấy? Ôi dồi. Tớ làm công chúa xinh đi à. Bên đây cậu đang làm tranh đấy. Tí nữa cậu phải chi tiền uống trà sữa nhá. Nếu mà cậu không làm tranh ấy, này còn bị đúp ở lại đấy. Đây tớ sẽ xếp một bông hoa ở đây. Một lá mít. Sai, thiếu lá rồi. Cậu đi đâu ấy? Tớ lấy lá về làm đuôi con chim. Đây là cái đuôi của con chim. Tớ cũng đang làm đuôi của con gà này. Đây, đuôi của con gà. Tớ phải làm thêm cái đầu nữa. Bây giờ cái đầu với lá nó nhỏ hơn. Ơ, lá đâu hết rồi? Tớ còn hái nhiều lắm mà. Cậu ơi, cậu đang làm gì vậy? Tớ đã lấy hết lá của sao tớ? Lại làm phá tranh của tớ rồi? Nhưng mà cậu làm gì mà bức tranh gì mà như này? Tớ đang làm bức tranh 3D. Đấy. Cái này là bọn tớ cùng nhau vặt mà. Sao cậu lấy hết? Kệ. Gì? Gì đây? A few moments later. Cậu làm xong chưa? Tớ xong rồi, tớ khoe tranh đầu tiên. Đây, bức tranh của tớ đây. Wow. Bức tranh này của tớ rất chi là đẹp nhá. Chỉ có mắt thẩm mỹ mới nhìn được rồi. Nhưng mà con này là con gì? Cậu lại không có mắt thẩm mỹ rồi. Thế Khanh, cậu có nhìn không? Tớ không. Thế thì còn Tùng, chắc Tùng nhìn đi em này có mắt thẩm mỹ đấy. Không. Không ạ, ui giời. Thế mỗi mình tớ có mắt thẩm mỹ thôi à, nhá. Nhưng mà cậu bảo là làm các con giống bọn tớ mà. Sao chả thấy con gà, cũng không thấy con cú mèo, cũng không thấy con chim nào ở đây. Ui giời, cậu phải tưởng tượng chứ, đang Tùng con cú mèo phải không? Con cú mèo tất nhiên là con này này. Cú mèo con này à. Còn con gà màu vàng như đây, con gà. Con Khanh con gì? Con chim màu tím. Bây giờ tớ sẽ gọi bố tớ ra để chấm điểm xem là ai là người có bức tranh đẹp nhất nhá. Ừ, chắc chắn của tớ đẹp nhất rồi. Với bố mang. Chào chào bác. Chào chào bác. Bác cháu muốn không? Bác cứ đi bác ơi. Bác cứ đi, bọn con muốn không? Bọn con nhờ bố việc. Bố. Con bảo bọn con làm 4 bức tranh này để mai nộp cho thầy giáo để chấm điểm quá. Vâng. Nhưng mà bọn con có cá cược với nhau là nếu mà ai mà có bức tranh đẹp nhất thì sẽ được bao trà sữa. Nên bố của con chấm điểm thật là công bằng xem ai là người có bức tranh đẹp nhất nha bố nhá. Được, đâu để bố xem. Bức tranh này là hình con chim đúng không đó hả? Vâng. Bác nhìn qua là bác đã thấy rất là đẹp rồi. Bức tranh này rất là đầy đủ trang thiết bị của cái con chim, bao gồm có đuôi này, cánh này, thân này, đầu này, mỏ mắt và chân này, còn có cả cành để con chim đậu nữa, rất là chi tiết. 9 điểm. Điểm. Tiếp theo là bác sẽ chấm điểm cái này đi. Wow. Đây là bức tranh con giun khổng lồ đúng không đó hả? Không phải bác ạ. Đây là bức tranh con cú mèo. Con cú mèo. Cú mèo. Bác cứ tưởng là con bọ hung. Nhìn cũng khá giống con bọ hùng đấy. Rồi, bức tranh này cũng rất sáng tạo, đầy đủ mắt mũi mì chính. À nhầm, đầy đủ mắt mũi cánh. Rồi, bức tranh này 8,5 điểm. Tiếp theo, bức tranh này chính là con đà điểu. Rất đẹp. Gà mà bố. Con gà hai đầu rất đẹp. Hai đầu. Lấy đâu ra hai đầu? Đây, một đầu đây, một đầu đây. Đây là cái cổ của nó mà. À, gà phải có cổ chứ. Cổ to hơn cả đầu. Thôi không sao, cũng rất đẹp. Rất đẹp. Ừ, chân đủ 3 càng, đuôi rất cong. Dâu. Con này con gà trống rồi. Vâng ạ. Gà trống lai gà mái rồi. Có màu. Có màu là con gà trống. Rồi, bức tranh này rất đẹp. 9 điểm. Yeah. 9 điểm. Bức tranh cuối cùng. Wow. Bức tranh này bác nhìn qua, bác thấy rất là xấu. Ui. Bác cầm ngược rồi bác ơi. Đây, bác phải cầm nhìn hai. Đấy.
Bức tranh này chỉ ghép 4 cái lá size từ bé đến lớn thôi. Đúng rồi bác ạ. Và xếp nó so le nhau. Vâng. Thêm màu vào thôi. Đúng rồi. Không biết con này là con gì luôn. Bác phải tưởng tượng ra bác ạ. Ví dụ con này bác tưởng tượng ra con gà thì cũng đúng. Bác phải nói con vịt thì cũng đúng. Con trâu, con bò thì cũng đúng. Con nói con gì thì cũng đúng hết bác ạ. Bác phải tưởng tượng ra, bác nhìn đi. Bức tranh này rất đẹp. Vâng. 6 điểm. Yeah. Thôi, cậu ơi. Rồi, vậy là chúng ta đã tìm ra người chiến thắng. Hai người được 9 điểm là ai đó hả? Dạ, là bức tranh con gà với cả con chim của con với cả Thánh Tiểu Thư. Yeah. Chúc mừng hai con. Yeah. Vậy thì cuộc chiến ngày hôm nay bạn Tùng và bạn Cú sẽ phải bao trà sữa thai cho mình nhé. Yeah. Yeah. Thôi, thế là vừa có bức tranh để đi nộp mà lại còn vừa được uống trà sữa Khánh nhỏ. Ừ, rồi, bây giờ đi uống trà sữa thôi. Đi thôi bố. Bố cũng đi uống. Yeah. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Các bạn đừng quên ấn like, chia sẻ video và đăng ký kênh để ủng hộ KN Channel nha. Đừng quên truy cập vào Facebook Hằng Channel để kết bạn với chị Hằng nha.